Xin chào, đây là channel của Thể thao VTV. Đừng quên cho chúng tôi một like và subscribe để chắc chắn là quý vị khán giả không thể bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thể thao đáng chú ý nào nhé. UEFA Nations League đối với nhiều người chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu mà thôi. Nhưng điều đó thì không có nghĩa là các cầu thủ muốn thi đấu thế nào cũng được. Vào sáng nay thì cùng với nỗi đau của đội tuyển Italia, đội tuyển Anh cũng đã phải nhận thất bại muối mặt trước đội tuyển Hungary với tỷ số đậm 0-4 ngay trên sân nhà. Điều mà khán giả chờ đợi sau trận đó chính là những phát biểu của huấn luyện viên Gareth Southgate. Đó là một đêm kinh khủng. Chúng tôi không thua nhiều trận đấu trong thời gian qua, và khi thua đậm, nhất là trên sân nhà, thì mọi thứ sẽ trở nên rất là đau đớn. Chắc chắn là các cầu thủ sẽ cảm thấy khó khăn. Tôi cũng hiểu cho họ, vì cuối cùng tôi vẫn là người phải chịu trách nhiệm. Tôi đã chọn đội hình cân bằng nhất có thể rồi, trao cơ hội cho cả những cầu thủ trẻ nữa. Tuy nhiên thì không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo đúng ý mình muốn. Còn tờ Daily Mail đã giật tít rằng trận đấu tồi tệ nhất từ năm 1928 để nói về trận thua tủi hổ của đội tuyển Anh. Tờ báo này đánh giá đội tuyển Anh đã phải nhận thất bại quá nhục nhã và kết thúc chuỗi trận tại UEFA Nations League đầy thảm họa với 2 trận thua và 2 trận hòa. Đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate không cho thấy bất cứ triển vọng gì để chờ đợi tại World Cup 2022 cả. Trên Twitter cá nhân, nhà báo Piers Morgan đã viết rằng thật tồi tệ, đội tuyển Anh là một mớ hỗn độn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Southgate ơi? Cựu danh thủ Gary Lineker đã chia sẻ rằng tôi chưa bao giờ là huấn luyện viên nhưng cũng nhận ra đội tuyển Anh hoàn toàn có thể chơi tốt hơn với lực lượng hiện tại. Họ hoàn toàn có thể học tập theo phong cách của Liverpool. Nếu thi đấu như thế này thì ban huấn luyện của đội tuyển Anh nên tạo điều kiện cho các trụ cột đi nghỉ hè còn hơn. Trong khi đó, cựu hậu vệ của đội tuyển Anh Jamie Carragher đã chỉ trích cổ động viên rằng hãy ngậm miệng đi các anh hề, vị huấn luyện viên này đã đưa đội tuyển của chúng ta bay cao ở 2 giải đấu hàng đầu, có thành tích tốt nhất kể từ năm 1966. Đa phần là các cầu thủ của câu lạc bộ Liverpool lúc này đều đang đi nghỉ hè. Tuy nhiên thì các nhân viên khác và ban lãnh đạo của câu lạc bộ thì lại không như vậy. Khi trở về tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, thì các cầu thủ của Liverpool sẽ đón một đồng đội mới, đó chính là Darwin Núñez. Và ngày hôm qua, thì câu lạc bộ Liverpool đã chính thức ra mắt tiền đạo Darwin Núñez. Cầu thủ người Uruguay được phép không tham gia trận giao hữu quốc tế mà bay tới Anh để kiểm tra sức khỏe. Anh sẽ ký hợp đồng 6 năm với câu lạc bộ Liverpool, nhận 140.000 bảng một tuần và mặc áo số 27, số áo còn trống sau khi Divock Origi rời đi. Darwin Núñez cho biết, anh rất muốn được làm việc với huấn luyện viên Jurgen Klopp và đó chính là lý do khiến cho tiền đạo này từ chối nhiều lời mời khác. Trong một diễn biến khác thì báo chí Hà Lan đã hỏi cảm xúc của Frankie de Jong khi được Manchester United quan tâm. Tiền vệ 25 tuổi này cho biết anh bất ngờ khi thấy mọi người thổi phồng quá mức tài năng của mình. Nguyện vọng của de Jong vẫn là muốn gắn bó lâu dài với Barcelona. Tuy nhiên, có thể anh sẽ khó có cơ hội ở lại với sân Nou Camp quá lâu khi mà đội bóng này lại đang gặp vấn đề về tài chính. Đó là những câu chuyện ở châu Âu. Còn tại châu Á của chúng ta, ngày hôm qua thì đội tuyển Indonesia đã gây ấn tượng lớn khi thắng đậm đội tuyển Nepal để chính thức trở thành đội tuyển Đông Nam Á thứ tư cùng với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan và Malaysia giành vé tham dự AFC Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam là đội đã giành vé sớm nhất sau khi góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tối qua thì Malaysia và Thái Lan đã đều hoàn thành được mục tiêu của mình, nằm trong nhóm 5 trên 6 đội nhì bảng giành được 6 điểm trên 3 trận đấu. Indonesia đá muộn nhất ở lượt trận cuối cùng tại bảng A và đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã giành quyền đi tiếp với thắng lợi 7-0 trước đội tuyển Nepal. Kết thúc vòng loại Asian Cup 2023, 4 đội tuyển Đông Nam Á bao gồm đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã giành vé chính thức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á có đến 4 đại diện ở sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục. Hướng tới giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào đầu tháng 7 tới, đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu tập trung kể từ ngày 2 tháng 6. Cũng giống như đội tuyển U23 Việt Nam với các cầu thủ vô danh thuộc lứa U21 dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á cách đây 4 tháng, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nắm trong tay những viên ngọc thô tại giải đấu lần này. Với lực lượng như vậy, nhiệm vụ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là mài dũa giúp cho các cầu thủ trẻ phát triển tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2022. Qua đó, làm bước đệm cho vòng loại U20 World Cup diễn ra vào giữa tháng 9 tới. Hiện tại thì đội tuyển U19 Việt Nam đang có 24 cầu thủ, chủ yếu là lứa sinh năm 2003 và 2004.
tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 7 tới, thì đội tuyển U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất mạnh cùng với các đội tuyển Philippines, Thái Lan hay chủ nhà Indonesia. Vòng loại World Cup 2022 đã chính thức khép lại và sáng nay với trận playoff liên lục địa giữa đội tuyển Costa Rica và đội tuyển New Zealand. Như vậy là 32 cái tên góp mặt tại Qatar cuối năm nay đều đã được xác định. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì hãy cùng đến với một hành động vô cùng ý nghĩa được người đứng đầu của FIFA gửi tới những đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại! Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đã thay mặt tổ chức này gửi lời chúc mừng tới 32 đội tuyển giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chiến dịch vòng loại World Cup ở khắp năm châu cũng đã chính thức khép lại và giờ là lúc để các đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào dịp cuối năm. Ông Infantino cũng hy vọng rằng World Cup 2022 sẽ là ngày hội đúng nghĩa dành cho người hâm mộ khi mà trận khai mạc của World Cup 2022 sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Senegal và đội tuyển Hà Lan vào ngày 21 tháng 11.